Trúc Giang và Hoàng Trí mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày Biên phòng Toàn dân, ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc cử các tổ công tác ngày đêm túc trực ở khu vực đường mòn, lối mở, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nói riêng và lực lượng biên phòng cả nước nói chung vẫn bám trụ, trực chiến với 100% quân số tại tất cả các điểm chốt để kiểm soát, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 và buôn lậu trên tuyến biên giới. Vâng, thưa quý vị, với những người lính quân hàm xanh, nhiệm vụ thiêng liêng và mệnh lệnh từ trái tim là giữ vững an ninh biên giới vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Hoàng Trí và Trúc Giang xin kính chúc cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh nhà và các cán bộ chiến sĩ biên phòng trên cả nước thật nhiều sức khỏe, luôn vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Trở lại với chương trình hôm nay, như thường lệ là phần điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý. An Giang tạm giữ nhóm thanh niên đi đòi nợ. Nữ bệnh nhân bị loét ngực vì đi spa làm đẹp. Chuyên mục nóng trên mặt báo, quyền lực của cò. Sức khỏe bé gái ngã từ tầng 13 chung cư giờ ra sao? Giải cứu chú cừu đi lạc với bộ lông khổng lồ. Sáng ngày 3 tháng 3, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự để điều tra 7 đối tượng cùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn của khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cẩm, 19 tuổi, ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Dương, có mượn của Đỗ Đình Hoàng và Lê Văn Tài 30 triệu đồng, theo hình thức trả góp trong vòng 2 tháng, tính cả lãi số tiền lên đến 50 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả, nên sáng ngày 2 tháng 3, Hoàng và Tài dùng xe ô tô chở theo 5 đối tượng, mang theo nhiều hung khí gồm dao, kiếm tự chế, bom xăng, bình xịt hơi cay, gậy điện, đến nhà chị Cẩm đòi nợ. Nhóm đòi nợ thuê đã phá đồ đạc và lấy đi một chiếc xe máy trị giá hơn 44 triệu đồng. Gia đình chị Cẩm trình báo công an phường Mỹ Thới và lực lượng chức năng đã kịp thời đến ngăn chặn, bắt giữ nhóm siết nợ. Thưa quý vị, sau gần 2 tháng điều tra, ngày 2 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu, bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trước đó, ngày 3 tháng 12 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh có quyết định khởi tố vụ án. Và đến ngày 11 tháng 1 năm 2021 thì khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bệnh nhân này. Cơ quan an ninh điều tra nhận định bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của Vietnam Airlines, sau đó tiếp tục vi phạm quy định cách ly tại địa phương khi được cho về nhà, làm lây lan bệnh cho 3 người. Hiện các bệnh nhân mắc COVID-19 trong chuỗi lây nhiễm do liên quan đến nam tiếp viên này đã khỏi bệnh. Thưa quý vị, quá đau nhức vì ngực thủng lỗ, chảy dịch nặng nề sau phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân TTN, tên viết tắt 43 tuổi, ngụ tại Kiên Giang, đã đến bệnh viện cầu cứu. Ngày 2 tháng 3, cô nhập viện trong tình trạng hai bên ngực đau nhức co thắt, cơn đau lan khắp cả bả vai. Ekip phẫu thuật tá hỏa khi phát hiện miếng gạc y tế trong khoang ngực của bệnh nhân bốc mùi hôi thối. Cách đây hơn một tháng, bệnh nhân đã từng thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại một cơ sở spa nhỏ trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với giá hơn 40 triệu đồng. Chỉ sau một ngày phẫu thuật, ngực bệnh nhân đã có cảm giác đau nhức âm ỉ liên tục. Cơn đau lan rộng khắp cả bầu ngực kéo đến cả hai vai. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện ngực bên phải của bệnh nhân thủng lỗ sâu, vùng da rách toạc với lỗ thủng to diện tích 5cm². Chỉ cần chạm nhẹ là dịch mũ vàng tuôn trào. Bác sĩ nhận định đây là một trường hợp nhiễm trùng ngực lan rộng nghiêm trọng cần phải mổ khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ngỡ ngàng khi phát hiện miếng băng gạc bỏ quên trong khoang ngực của bệnh nhân. Đây chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng ngực và tích tụ ổ áp xe dịch mũ khổng lồ trong ngực bệnh nhân. Bác sĩ đã phải nhanh chóng tháo túi ngực cũ, bơm rửa, cắt lọc mô hoại tử, khâu tạo hình khép lỗ thủng trên ngực phải cho bệnh nhân để vừa đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
Theo bác sĩ, miếng gạc bị bỏ quên có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe, thậm chí còn có thể gây nhiễm trùng huyết, nguy hại đến cả tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay là về sốt đất. Báo chí những ngày qua liên tục đăng thông tin liên quan đến chuyện này, như báo Lao Động có bài Sân bay trên giấy, giá đất ảo và kinh doanh cướp đoạt. Báo Thanh Niên thì chạy tít sân bay còn trên giấy, cò đất đã thổi giá. Và điểm chung của các bài báo phản ánh này có thể tự trung lại là dù đề xuất xây sân bay của các địa phương mới nằm ở trên giấy và chưa có kết luận chính thức bổ sung quy hoạch hay không, nhưng giá đất lân cận các sân bay trên giấy này đã tăng ào ào. Riêng tại tỉnh Bình Phước, chỉ sau khi công bố dự án sân bay Technic Hớn Quản thì tại đây đã lên cơn sốt đất, cò đất kéo về làm ăn như đi trảy hội. Ấy thế nhưng cơn sốt đất tại Bình Phước đến nhanh mà tan cũng nhanh ngay sau khi thông tin sân bay mới ở dạng đề xuất. Một tuần qua, người dân tại khu vực ấp 5 xã An Khương và ấp Sóc Trào A xã Tân Lợi huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến cảnh hàng ngàn người từ khắp nơi ùn ùn kéo về tìm mua đất. Ai cũng hỏi về dự án sân bay Technic Hớn Quản mở rộng và muốn mua được đất càng gần sân bay càng tốt. Dọc các tuyến đường liên xã, hàng chục biển báo với các dòng chữ mua bán đất sân bay Technic. Điểm tư vấn mua bán đất nền, bán đất sân bay được dựng lên chào mời các nhà đầu tư. Theo khảo sát trong ngày 25 tháng 2, một lô đất nền trên tuyến đường liên xã có chiều ngang 12m sâu khoảng hơn 50m, được người môi giới hét giá lên đến 6 tỷ đồng. Nhiều người dân địa phương không thể tưởng tượng được giá đất trong sóc thôn mình lại bất ngờ tăng lên đến vài tỷ đồng chỉ trong vài ngày. Dù giao dịch ở khu vực xung quanh dự án sân bay Technic Hớn Quản luôn tấp nập, tuy nhiên thực tế số lượng giao dịch tại bộ phận một cửa gần như không có. Hầu hết các giao dịch chỉ là cọc đất qua lại giữa các nhà đầu tư và cò đất. Trước đó, chỉ khoảng hơn một tháng, cũng tại huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước, ngay sau khi thông tin Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương nâng cấp mở rộng tuyến đường DT753, xây dựng cầu Mã Đà kết nối với Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành cũng làm dấy lên một cơn sốt đất ảo ở các xã Tân Hưng, Tân Hòa thuộc huyện Đồng Phú, khiến giá đất tại đây bị đẩy lên gấp 2-3 lần so với giá trị trước đó. Với cò đất, nhà đầu tư đã ùn ùn kéo về đường DT753, liên tục thổi giá đất tăng cao gấp nhiều lần giá trị thực tế chỉ sau vài kèo lướt sóng. Thưa quý vị, cả hai cơn sốt đất trên đều ít nhiều liên quan đến các kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ vào ngày 14 tháng 1 năm 2021. Sau buổi làm việc, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng. Theo đó, cả hai kiến nghị này chỉ mới được Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án và xem xét. Thế nhưng khi mới nghe ngóng được thông tin, giới đầu cơ, cò đất đã ung ung kéo về hai khu vực trên để môi giới, thổi giá, lướt sóng, gây mất trật tự ở địa phương. Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh, phân tích, địa phương khuyến cáo thì các đối tượng đầu cơ, cò đất nhanh chóng rút đi, để lại các nhà đầu tư ngơ ngác với giá đất rơi về mặt đất. Và thưa quý vị, sau những cơn sốt đất ảo đi qua, hầu hết các khu vực bị đẩy giá, thổi giá đều sẽ nhanh chóng quay trở lại giá trị thực của nó. Và những nhà đầu tư cũng sẽ nhanh chóng vỡ mộng làm giàu, thậm chí là lâm vào cảnh nợ nần khi những khoản đầu tư mua đất có thể từ tiền vay mượn của người thân, ngân hàng. Bài học qua rất nhiều cơn sốt đất ảo cho thấy nguyên nhân gây sốt thường chỉ xuất phát từ nhóm người môi giới nổ khu vực này, khu vực kia được quy hoạch dự án nhằm trục lợi. Vì thế, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những chiêu trò của giới đầu cơ, cò đất để tránh mất trắng vì những cái ảo không thực chất đó. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, người dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, thời gian qua đã nhiều lần phản ánh việc nhà máy nghiền thuộc công ty cổ phần khoáng sản Vilacera đóng trên địa bàn, gây bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Sau đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Ghi nhận của chương trình tại địa phương. Mỗi ngày vài lần, bà Đoàn Thị Thắng lại lau nhà cửa, đồ đạc trong nhà, nhưng không thể lau sạch những lớp bụi mịn này. Chỉ sau một đêm, lớp bụi lại dày lên như cũ. Theo bà Thắng, bụi nhiều nhất là vào ban đêm, khi nhà máy xả thải.
Thế nói chung là cái nhà máy Yên Hà từ ngày về giờ mấy cái năm đầu này nữa, xong càng về cuối thì nó càng ô nhiễm, mà ô nhiễm bụi rất nhiều. Mà nhân dân ở đây thì cũng đề nghị là về cái xử lý cái môi trường này thì đề nghị nhiều lắm, các cấp các ngành, là cả họp hội đồng nhân dân cũng đưa ra, thế nhưng mà càng ngày thấy càng ô nhiễm nhiều. Để hạn chế bụi bay vào nhà, ông Nguyễn Trọng Sự còn bịt thêm một lớp ni lông vào các khe hở trên các cửa ra vào và mắc rèm bạt, nhưng bụi vẫn hoàn bụi. Đồ đạc chỉ một ngày chưa kịp lau thì đã phủ thêm một lớp bụi. Nhà có trẻ nhỏ, ngoài giờ học trên lớp, khi đón cháu về, ông phải giữ cháu trong nhà để hạn chế hít phải bụi bẩn. Bởi vì là cái bụi này nó là màu trắng, thế là rất là khó phát hiện. Nó không phải là như màu đen có thể ta mắt thường ta nhìn thấy ngay. Nhưng màu trắng này nó lẫn với không khí, cho nên là trẻ người già với trẻ em hít vào là rất là ảnh hưởng lớn đến đường hô hấp. Từ lâu nay, nhiều hộ dân ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú đã phải khổ sở với khói bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy nghiền Felbat. Lượng bụi mịn phát tán trong quá trình sản xuất rất lớn, theo gió bay vào khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây. Được biết, nhà máy này thuộc công ty cổ phần khoáng sản Villa Serra, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho thuê gần 4,9 hectare trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái với thời hạn 10 năm và phải đến tháng 10 năm 2030 mới hết hạn hợp đồng. Thì cũng được phản hồi từ nhà máy là vừa rồi cũng đã có cái nâng cấp về cái hệ thống lọc bụi để đảm bảo hạn chế tối đa về cái việc xả bụi ra khu vực giáp với khu dân cư. Tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị các cấp, các ngành, nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm bụi vẫn tiếp diễn, chưa được khắc phục. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân, các ngành chức năng tỉnh Yên Bái cần có biện pháp xử lý hiệu quả, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hành động bất chấp nguy hiểm của chàng thanh niên làm nghề chở hàng ở Đông Anh, Hà Nội để cứu một bé gái rơi từ trên tầng cao xuống đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh sự khâm phục dành cho hành vi dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thì tình trạng sức khỏe của bé gái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng nhận được sự quan tâm lo lắng từ tất cả mọi người. Vậy sức khỏe của bé gái giờ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Thông tin ban đầu về tình trạng bệnh nhi này, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết hiện bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, quấy khóc. Bệnh nhi không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định, kết quả siêu âm chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải. Các bác sĩ khoa chỉnh hình nhi đã nắng chỉnh và đặt máng buộc cố định tạm thời cho bé. Hô hấp tuần hoàn của em bé thì tương đối ổn, em bé tự thở được. Về tổn thương phổi thì có một chút đụng dập như mô phổi phải và có một ít tràn dịch màng phổi phải 5mm. Đó, cái thứ hai nữa là về huyết động của em bé thì tương đối ổn định, không có biểu hiện của liệt thần kinh khu trú và cũng khá là tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Trước đó, bệnh nhi được đưa vào bệnh viện lúc 17 giờ ngày 28 tháng 2 tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay khi tiếp nhận trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ngoại, chỉnh hình, đã cho chỉ định cho bệnh nhi dùng thuốc giảm đau. Sau khi có kết quả chụp MSCT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên khoa để có phương án điều trị phù hợp cho bệnh nhi. Quý vị thân mến, thời đi học có lẽ điều đáng tự hào nhất của mỗi người là được cùng chúng bạn tạo nên những khoảnh khắc khiến người ta phải nhắc đến mãi. Và mới đây, một phần trình diễn đỉnh cao trong hội thi Plasmod của các học sinh lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho mọi người không khỏi thích thú vì sự hoành tráng, công phu và ý nghĩa mà bài nhảy mang lại. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết mục được dàn dựng trên nền ca khúc Sẽ Chiến Thắng do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác và được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong phần dự thi, các bạn học sinh đã khéo léo nhắc đến sự thành công của cử tạ Việt Nam. Năm 2019, trong số 10 vận động viên tham gia SEA Games, thì cả 10 vận động viên đội tuyển cử tạ đều giành được huy chương. Ngoài ra, hai môn thể thao khác được nhắc tới là quốc võ của Việt Nam, Vô Vi Nam và võ Taekwondo. Đây đều là những môn thể thao thế mạnh của chúng ta ở các giải đấu lớn trên thế giới và dự kiến các vận động viên sẽ lại làm mưa làm gió trong SEA Games 31 sắp tới, tổ chức trên sân nhà thời gian tới. Đặc biệt, không thể nào quên bóng đá, môn thể thao đã khiến cả nước hòa chung niềm không khí tự hào với khoảnh khắc đoạt giải Á quân U19 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc.
top 4 đội mạnh nhất tại ASEAN 2018 và chức vô địch tại SEA Games 30 ở Philippines. Được biết, người giúp các bạn dàn dựng nên tiết mục cực hoành tráng này là biên đạo Nguyễn Mạnh Quyền, người quen mặt với giới dancer tại thành phố Hồ Chí Minh khi từng tham gia nhiều chương trình truyền hình về tài năng. Thế mới thấy học sinh thời nay ngày càng giỏi giang, tài năng. Các em biết cách thể hiện tình yêu với đất nước và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ theo cách rất riêng của mình, đúng không thưa quý vị? Và bây giờ là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện một loài cá săn mồi chưa từng được biết đến trước đây ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Họ đặt tên cho nó là Yokozuna, từ chỉ cấp bậc cao nhất trong giới sumo Nhật Bản. Loài cá săn mồi Yokozuna được phát hiện tại vịnh Suruga, sâu nhất Nhật Bản. Các nhà khoa học kết luận rằng, sinh vật với cơ thể trông tựa ngọn giáo và có màu tím này là phát hiện vô cùng mới mẻ. Cá Yokozuna có thể bơi và săn mồi ở độ sâu gần 2.600m dưới đáy biển. Cá Yokozuna có khoảng 80-100 chiếc răng trên một hàm. Theo kết quả nghiên cứu, các thuộc tính vật lý và phân tích sinh hóa, cá Yokozuna là một kẻ săn mồi hàng đầu. Một khu bảo tồn động vật ở Australia mới đây đã giải cứu một con cừu có biệt danh là Barrett đã bị bỏ rơi trong nhiều năm với bộ lông dày khổng lồ, nặng hơn 35kg. Các tình nguyện viên tại khu bảo tồn dự đoán bộ lông của con cừu ít nhất 5 năm qua chưa từng cắt bỏ. Bộ lông dày cộp tạo cho con cừu một ngoại hình bù xù bất thường. Chúng cũng đè nặng lên người con cừu, làm che khuất cả tầm nhìn của nó. Các tình nguyện viên đã mất khoảng 1 giờ đồng hồ mới loại bỏ hết lớp lông dài và rối nặng hơn 35kg của con cừu. Trong khi đó, quá trình này thường chỉ mất vài phút. Hiện tại, con cừu đang hồi phục và thích nghi với cuộc sống mới bên trong khu bảo tồn. Được biết, một vài con cừu nổi loạn vì không muốn bị cạo lông hay vì một vài lý do nào khác đã chạy trốn vào trong rừng sâu sinh sống. Sau vài năm ẩn mình, những con cừu này sở hữu bộ lông khổng lồ, rậm rạp giống như cừu Barrett vậy. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê công đường, danh hiệu người hùng, dao sắc có khi cắt tay mình. Lâm Đồng, xe container rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc. Nữ sinh lơ lửng ngoài ban công tầng 4. Chuyên mục Chuyện ngày mới, những bảo mẫu thầm lặng. Quý vị thân mến, những ngày qua chúng ta bắt gặp hai chữ người hùng khá nhiều trên các phương tiện truyền thông báo chí và mạng xã hội khi nói đến một thanh niên đã cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A, tức là tầng 13 của chung cư ở Hà Nội. Đó là một câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và hai chữ người hùng chính là dành để tưởng thưởng cho hành động dũng cảm truyền cảm hứng đó. Thế nhưng, trong chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay, chúng tôi xin bàn luận về hai chữ người hùng ở một khía cạnh khác. Vâng thưa quý vị, hai chữ người hùng này cũng là con dao hai lưỡi. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã từng bước ra ánh sáng trong tâm thế người hùng khi giúp U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018. Còn nay thì sao? Thời gian gần đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục nhận được khá nhiều sự chú ý trên truyền thông. Đáng nói, không phải những hoạt động chuyên môn mà bởi sự hào nhoáng bên ngoài sân cỏ. Anh được các trang mạng nhắc đến nhiều cùng bạn gái người mẫu Ukraine, số lượng bất động sản hiện có, những dự án quảng cáo và cả siêu xe BMW i8 trị giá 8 tỷ đồng khi đến sân tập. Không ai còn nhắc đến Dũng với những vấn đề chuyên môn bởi đơn giản điều đó quá mờ nhạt so với những gì anh đang có, với một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy khác ngoài sân cỏ. Cách đây 3 năm, tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng đã bước ra ánh sáng trong tâm thế người hùng. Anh tạo ra một cơn sốt trước truyền thông và dư luận khi chơi xuất sắc, giúp U23 Việt Nam giành được ngôi Á quân. Hàng triệu khán giả thả tim cho Bùi Tiến Dũng. Những lời tung hê ca ngợi khiến thủ thành trẻ này bỗng nhiên trở thành một siêu nhân trong khung thành U23 Việt Nam. Kèm theo đó là những phần thưởng quà tặng đặc biệt mà Dũng được nhận, xứng đáng với những gì đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Hiệu ứng xã hội lớn cùng với sự tung hê có phần thái quá,
có thể đã khiến cho Bùi Tiến Dũng và nhiều đồng đội khác đã có khoảng thời gian lơ lửng mãi trên không. Họ xứng đáng nhận được sự tưởng thưởng, chỉ đáng tiếc là những tung hô quá mức nên đi kèm là những kỳ vọng vượt xa thực tế. Sau khi trở về từ Thường Châu, Bùi Tiến Dũng trở về với câu lạc bộ ở mùa đầu tiên chơi chuyên nghiệp. Sức ép ngược không có được phong độ tốt, sai lầm và truyền thông trở thành con dao hai lưỡi với cầu thủ trẻ này, để rồi Dũng trượt dài trong màu áo Thanh Hóa, Hà Nội và hai năm qua là Thành phố Hồ Chí Minh với chủ trận dự bị, xen vào đó là những tình huống mắc sai lầm. Dũng mang đến sự thất vọng cho những người từng yêu mến anh. Đỉnh điểm là sau SEA Games 30, thủ môn Quốc Dân đã mắc sai sót và mất luôn vị trí vào tay Văn Toản trong chiến tích giành 8 huy chương vàng SEA Games đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Bùi Tiến Dũng nhận rất nhiều sự chỉ trích, thậm chí là khiếm nhã từ một bộ phận dư luận. Nhưng áp lực sự chê bai mà anh nhận được cũng chẳng thua kém gì lúc được tung hề trước đó. Nhờ vào ký ức Thường Châu mà Dũng trở thành một trong những cầu thủ đắt show quảng cáo nhất. Anh cũng thay đổi cuộc sống bằng chính thương hiệu của mình. Nhưng vấn đề chuyên môn lại tỷ lệ nghịch với sức hút cùng những giá trị mang hơi hướng showbiz mà anh nhận được. Bùi Tiến Dũng từ người hùng thành tội đồ ở nhiều thời điểm mắc sai lầm. Mặt trái của sự tung hô quá đà. Và đó là cái giá của người hùng được dư luận gắn mác. Trong một cuộc giao lưu trực tuyến với khán giả, Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ rằng khi thành công, tất cả mọi người sẽ đều vỗ tay, tung hô bạn. Còn khi thất bại, nỗi buồn lớn nhất thì chỉ có mình thủ môn nhận hết. Dũng nói ở đây không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những thủ môn khác, kể cả các bạn trẻ sau này. Vâng, đó cũng là bài học được rút ra, không chỉ trong bóng đá, bởi mắt người hùng có thể sẽ hủy hoại cả sự nghiệp, cuộc sống và gia đình của bất kỳ ai. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Xe container sau khi xảy ra va chạm với xe tải chạy ngược hướng lại đã lao sang bên kia đường và rơi xuống vực sâu khoảng 30-40 mét. Tuy vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng đây đã là vụ tai nạn giao thông thứ ba tại cùng một điểm chỉ trong vòng một tuần. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2 tháng 3, khi đó xe container kéo theo rơ móc có biển số của Thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Trần Thanh Liêm, ngụ Kiên Giang điều khiển, đi theo hướng Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khúc cua gần tượng Đức Mẹ thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 51C31857 do tài xế Nguyễn Trí Thông, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Sau đó xe container lao sang bên kia đường và rơi xuống vực sâu khoảng 30-40 mét. Tài xế chỉ bị xây xát nhẹ, chiếc xe tải bị mấp méo. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, do xe container chở hàng chục tấn nông sản, nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi cẩu xe lên khỏi hiện trường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua đèo Bảo Lộc. Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần, trên đèo Bảo Lộc liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đó, ngày 24 tháng 2, tại khúc cua gần tượng Đức Mẹ, đã xảy ra một vụ tai nạn do xe ô tô tự đâm vào vách tường đá bên đường, khiến cho 4 người trong một gia đình thương vong. Tiếp đó, vào tối ngày 26 tháng 2, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra do xe container đâm liên tiếp vào 5 ô tô và một xe máy ở gần chân đèo Bảo Lộc, nhưng may mắn không có người thiệt mạng. Theo cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc, hầu hết các vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc xảy ra phần lớn đều do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ khi qua đèo. Đèo Bảo Lộc có nhiều khúc quanh co nguy hiểm, nhiều đoạn qua vượt sâu. Nếu tính từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra ít nhất 8 vụ tai nạn va chạm giao thông. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc là đáng báo động và gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người điều khiển phương tiện giao thông khi qua đèo này. Thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 3, đoạn clip ghi lại tình huống nữ sinh đang lơ lửng bên ngoài ban công tầng 4 của trường học được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người kinh hãi. Sự việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Minh Đức, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip cho thấy nữ sinh đang lơ lửng bên ngoài ban công tầng 4 của trường. Cô bé nhích lên từng chút một với sự hỗ trợ của một người bên trong. Đám đông bên dưới liên tục la hét, thót tim với mỗi cử động của nữ sinh. Cuối cùng cô bé cũng may mắn được kéo vào trong an toàn. Người quay lại clip cho biết rằng cô gái có ý định tự tử. Nhiều người đi đường dừng lại để theo dõi và khuyên ngăn.
Rất may có người ở bên trong đưa tay cứu kịp thời, em học sinh thoát nạn trong gang tấc. Thưa quý vị, bảo vệ động vật hoang dã là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Nhiều loài động vật đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt chủng. Vì thế mà nước ta luôn có nhiều nỗ lực hoàn thiện về cơ sở pháp lý, xử lý mạnh mẽ với hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã. Bên cạnh những chế tài xử lý mạnh mẽ nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã, thì ở đâu đó vẫn có những người đang ngày đêm làm một công việc lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Đó chính là bảo mẫu cho nhiều loài động vật hoang dã có tên trong sách đỏ. Và nhân ngày bảo vệ động vật hoang dã ngày 3 tháng 3, mời quý vị cùng gặp gỡ những bảo mẫu đang làm công việc thầm lặng này. Theo thống kê từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, tại Việt Nam, 16 trên 25 loài sinh trưởng đang trong tình trạng nguy kịch và Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Quốc Phương đang trở thành ngôi nhà an toàn và tin cậy của hàng trăm cá thể linh trưởng, trong đó có nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Bị tổn thương từ những vụ buôn bán động vật hoang dã nên không chỉ cho ăn, trị thương, chị Nguyễn Thu Huế còn dành hết tình cảm chăm sóc cho các cá thể linh trưởng. Có những bạn, ví dụ có những bạn mà bọn mình đi cứu hộ tận Đắk Lắk, nhưng mà về đến nhà mà những cái trường hợp đấy nó chưa được một tháng tuổi. Cho nên là khi về đến nhà có những trường hợp thì bọn mình đã không thể cứu được. Tê tê là loài động vật được buôn bán phổ biến nhất và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ít ai biết rằng việc chăm sóc cho những cá thể tê tê này không hề đơn giản. Các cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Thú ăn thịt và tê tê phải thu nhặt kiến mối từ tự nhiên, làm thức ăn cho chúng, thiếu thì phải đặt mua. Đồn đoán là nó có thể khả năng chữa bệnh chỉ là cái lời đồn đoán. Và mình mong rằng là bà con, những người dân Việt Nam, những người từng hoặc đã từng hoặc là sẽ ăn thịt động vật hoang dã, hãy luôn luôn tỉnh táo rằng một điều là chúng ta không nên ăn thịt động vật hoang dã, và chúng ta quay rằng những loài động vật hoang dã thì cũng giống như ăn thịt của những loài thông thường thôi, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Còn đây chính là anh hùng bảo tồn động vật mới được Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế FFI vinh danh hồi đầu năm. Vốn từng là một thợ săn khét tiếng, nay ông Lê Văn Hiên lại gắn bó việc bảo tồn rừng như một sự trải nghiệm. Vứt bỏ cây súng săn, giờ đây hành trang của ông là những thước phim, tấm ảnh quý giá về loài vọt mông trắng quý hiếm đang cần được bảo tồn. Công việc hàng ngày của ông Hiên là đi thun, gỡ bẫy thú, theo dõi vị trí của đàn vọt mông trắng và các loài động vật trong rừng. Khi phát hiện hành vi phá hoại, để báo kiểm lâm xử lý. Mấy năm qua, số lượng vọt mông trắng tại rừng Kim Bảng đã phát triển từ 40 cá thể đến hơn 100 cá thể, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của ông Hiên. Chúng tôi mà đi theo dõi đàn vọt ấy, mà không nắm được cái chu kỳ nó ăn thì nói thẳng kể cả các chuyên gia cũng khó mà tìm được nó. Trước đây là tôi là thợ săn bắn nên tôi nắm được cái chu kỳ, cái tập tính của nó. Nếu mà không chịu khó mày mò, không đi chịu khó quan sát theo dõi nó thì khó mà gặp được nó lắm. Ngày ngày, những người như ông Hiên, chị Huế, anh Phương vẫn thầm lặng đóng góp cho công việc bảo tồn các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, nỗ lực riêng của từng cá nhân thì chưa đủ. Không cần được vinh danh là anh hùng bảo tồn, họ chỉ muốn truyền đi thông điệp với cộng đồng. Muốn giảm và xóa bỏ nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam, không gì khác là mỗi chúng ta hãy không ăn, không sử dụng và tiếp tay cho buôn bán động vật hoang dã. Quý vị muốn giảm và xóa bỏ nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam, không gì khác là mỗi chúng ta hãy không ăn, không sử dụng và tiếp tay cho buôn bán động vật hoang dã. Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cho chính sự sống của chúng ta. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Trúc Giang xin kính chào và hẹn gặp lại.